ngày nào đã từng trêu chọc gì về chiếc mũi hay là bí mắt của chị? Có chồng chị thôi ạ. Anh thường hay nói như thế nào về chị? Mũi tệ quá, mắt lờ đờ, mắt ngu quá. Mình muốn vợ mình càng hoàn hảo với tự tin hơn. Là một mình là anh tự chọn bác sĩ. Anh tự tìm bác sĩ này và đúng, tự quyết định luôn. Đúng. Và hôm nay chị chỉ việc là xách ba lô lên và đi thôi. Còn toàn bộ là anh lo hết. Đúng, anh lo hết. Dạ, mũi em thấp chứ lại đầu mũi hơi to. Vậy là mình sẽ nâng cao con sống lên. À, cao mà vừa hay nha. Em thích tự nhiên, em thích tự nhiên. Ok, tự nhiên thích nha. Sống mũi sẽ đưa nhẹ nhàng lên nhé. Đầu mũi thu gọn, mình dựng cấu trúc để mình đẩy nhẹ lên. Đầu mũi tròn, tự nhiên, hơi bay nhẹ nữa. Cái trục sống mũi của em ấy, là anh thì nó đang nằm hơi chéo sang bên phải một chút. Nếu nhìn từ dưới lên thì trục mũi nó lại lệch sang phải. Đấy, đầu nhưng mà đầu nó lại vẩy sang trái nhé. Rồi mắt bên phải em bị bé hơn. Bé hơn, lông mày nhếch nha. Có nghĩa là gì? Mắt thì nó bị yếu. Nhưng mà do là cái trán này nó kéo lên để nó bù đắp cho vậy. Thì về mình sẽ cắt mí ấy, sau đó mình chỉnh cơ bên này. Để cho hai con mắt nó đều nhau hơn. Chỉ cần mắt cùng nhìn dòng người bên em trong những đêm mơ tuần rơi.